Theo tờ Relevo, Papu Gomez chính thức bị Liên đoàn bóng đá Ý cấm thi đấu 2 năm sau khi mẫu thử nước tiểu của cầu thủ này dương tính với doping. Liên đoàn bóng đá Ý sẽ gửi lệnh cấm này lên FIFA, áp dụng toàn cầu. Papu Gomez là thành viên của đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Dù vậy, cựu cầu thủ của Atalanta không được trọng dụng ở các trận đấu lớn. Cầu thủ sinh năm 1988 thường xuyên ngồi dự bị khi Boba, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul và Alexis McAllister được huấn luyện viên Scaloni đặt niềm tin ở World Cup 2022. Thời điểm đó, Papu Gomez khai nhận rằng anh có uống siro của con mình mà không hỏi ý kiến bác sĩ. Tuy sau đó, Gomez vẫn dự World Cup 2022, song kết quả kiểm tra mới nhất đang chống lại anh. Nên biết, theo quy định được ghi rõ trong luật chống doping, ngay cả khi vô tình sử dụng chất cấm thì vận động viên vẫn sẽ bị quy kết trách nhiệm. Thậm chí Gomez có dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì điều đó cũng chẳng thể giúp anh thoát được án phạt nếu trong thuốc có chứa những thành phần không hợp lệ. Thực tế, chính việc kết quả kiểm tra được công bố chậm là lý do Sevilla rất muốn bán Papu Gomez trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Vào mùa hè năm ngoái, Erling Haaland đã gia nhập Marseille từ Dortmund. Ngay trong mùa giải đầu tiên, tiền đạo người La Uy đã ghi 52 bàn sau 53 trận đấu cùng với Marseille giành cúp quan ba. Nhờ phong độ xuất sắc, Haaland được đánh giá là một trong hai ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quả bóng vàng năm nay. Và hôm nay, trước buổi họp báo ở trường gặp Brighton, giới truyền thông đã hỏi Pep Guardiola rằng ông sẽ bầu cho Messi hay Haaland. Ngay lập tức, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã trả lời rất khôn khéo. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, ban tổ chức nên chuẩn bị sẵn hai quả bóng vàng, một dành cho Messi và một dành cho một cầu thủ khác. Tất nhiên Haaland nên được giành cái còn lại. Chúng tôi đã có được quả ba, còn cậu ấy thì ghi được hơn 50 bàn thắng. Tóm lại, nếu được bầu, tôi luôn bầu cho cả hai, bởi vì cả hai người họ đều xứng đáng. Team Shu cho rằng Erik ten Hag chỉ sử dụng cầu thủ đủ trên sân cho các trận đấu của Man United tức mùa này. Cựu huấn luyện viên của Tottenham Hotspur khẳng định nhà Glazer không phải là lý do dẫn đến khởi đầu tệ hại của Quỷ Đỏ. Ten Hag là người đã kéo câu lạc bộ này thụt lùi và tôi cho rằng ông ấy làm việc chưa đủ tốt. Nhưng bàn thắng mùa trước Brentford không làm cho ông ấy trở thành một huấn luyện viên tốt hơn và chúng ta phải nghĩ tương tự về ông ấy nếu như Man United thua trận đó. Ten Hag không đánh giá các cầu thủ của mình ngang bằng. Ông ấy chỉ đưa các cầu thủ vào sân và hy vọng một trong những cầu thủ đó sẽ đem về chiến thắng. Chủ sở hữu là một trong những vấn đề nóng ở Man United, nhưng Team Shu cho rằng nhà Glazer không có lỗi cho những kết quả tệ hại của đội bóng. Mọi người cứ nói mãi về nhà Glazer là vấn đề ở Man United. Nó giống như một tấm vé để họ thoát áp lực vậy, nhưng quan trọng là các cầu thủ của họ bị vượt mặt bởi cả đội bác bản của giải đấu. Và điều này đã xảy ra nhiều lần trong mùa giải năm nay. Trách nhiệm phải thuộc về huấn luyện viên. Cuối tuần này, Man United sẽ gặp một đối thủ nhạt ký là Sheffield. Đây là cơ hội để Quỷ Đỏ tìm kiếm một chiến thắng dễ dàng trước khi bước vào giai đoạn cực kỳ cam go với những trận buộc phải thắng ở Champions League. Ronaldo từng gắn bó với học viện của Sporting từ năm 97 đến năm 2002. Sau đó, anh đã chơi một mùa cho đội B và đội 1. Chia sẻ trên The Sun, cựu tiền đạo Fabio Pay tiết lộ từng cùng Ronaldo tới cửa hàng đồ ăn nhanh để lấy đồ ăn thừa khi họ còn là học viên tại Sporting. Hàng đêm chúng tôi lẻn đến cửa hàng đồ ăn nhanh để lấy những chiếc bánh mì kẹp thịt mà không ai còn muốn ăn nữa hay không còn bán được. Sporting biết việc đó nhưng cho phép chúng tôi ra ngoài. Cách quản lý khi đó không giống với ngày nay. Khi còn ăn tập với nhau, Fabio Pay thậm chí còn chơi tốt hơn Ronaldo. Tuy nhiên, sau chuyến thử việc thất bại tại Chelsea vào năm 2008, cựu tiền đạo 35 tuổi chấp nhận chơi cho những câu lạc bộ làng nhà. Năm 2018, Fabio Pay giải nghệ ở đội hàng Le Soir. Pay cũng kể về chuyến du đấu Brazil cùng Ronaldo. Anh cho biết, ngay từ khi còn là một cầu thủ trẻ, Ronaldo đã rất chăm chỉ, tận tâm và luôn muốn trở thành người giỏi nhất. Anh ấy luôn là như vậy, luôn tức giận mỗi khi thua cuộc. Chính nỗ lực đó đã đưa anh ấy đến vị trí của hiện tại. Andrew Robertson bị trật khớp vai trong trận đấu giữa Scotland và Tây Ban Nha tại vòng loại Euro 2024. Vì vậy, hậu vệ này đã phải rút khỏi đội tuyển quốc gia trước trận giao hữu với Pháp, trở về Liverpool để được kiểm tra và đánh giá mức độ nghiêm trọng. Những hình ảnh chụp chiếu cho thấy Robertson gặp chấn thương khá nặng. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã xác nhận thông tin này trong cuộc họp báo trước trận gặp Everton. Quyết định mà chúng tôi hướng tới là phải phẫu thuật. Điều đó có nghĩa là Robertson sẽ phải nghỉ một thời gian.
Tôi không biết chính xác cậu ấy sẽ phải nghỉ bao lâu, nhưng phẫu thuật không phải là một quyết định dễ dàng. Jurgen Klopp không tiết lộ chi tiết Robertson sẽ phải ngồi ngoài bao lâu. Tuy nhiên theo truyền thông Anh, hậu vệ người Scotland sẽ phải cần ít nhất là 3 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc Robertson chỉ có thể đá lại trong năm 2024. Mark Robertson là một tổn thất cực lớn với Liverpool, bởi lẽ hậu vệ này là một lựa chọn số 1 bên hành lang trái. Theo Marca, ưu tiên của Real Madrid lúc này là tập trung vào các tài sản giá trị mà họ đang có như Jude Bellingham hay Vinicius Junior. Đội bóng của Tây Ban Nha khẳng định họ sẽ không xem xét nghiêm túc thương vụ Kylian Mbappe cho đến đầu năm 2024. Real muốn thực hiện bước đi mang tính chiến lược, xây dựng lộ trình phát triển đội hình hiện tại trước khi thực hiện những toan tính quan trọng trên thị trường chuyển nhượng. Real Madrid không muốn phải phụ thuộc quá mức vào những thương vụ lớn như Mbappe hay Haaland. Việc đội bóng của La Liga im hơi lặng tiếng khi Mbappe gặp khó cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi với sự nổi bật của Jude Bellingham hay Vinicius, sự quan tâm ở Bernabeu dành cho Mbappe suy giảm rõ rệt. Trong khi đó, nếu Real Madrid không tỏ rõ quan điểm, khả năng Mbappe sẽ phải đàm phán với PSG theo một cách khác. Theo những nguồn tin từ Pháp, PSG đang ra thời hạn để Mbappe thực hiện việc ký hợp đồng mới với mong muốn anh ở lại đến mùa hè 2025 vì họ không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm. Sau khi chuyên mộ Rafael Varane và Casemiro, Man United đang có tham vọng đón một ngôi sao khác của Real Madrid là Luka Modric. Theo chương trình El Chiringuito, Man United sẵn sàng mở cửa đón Modric trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Anh ấy không biết mùa giải sẽ kết thúc ở Real Madrid như thế nào. Có một vài câu lạc bộ đang liên hệ với anh ấy và một trong số đó là Man United. Vấn đề duy nhất là Quỷ Đỏ là đội đang xếp chót bảng ở Champions League và rất có thể sẽ chia tay cúp châu Âu vào dịp Giáng sinh. Man United đang thăm dò cầu thủ người Croatia trong trường hợp Modric muốn ra đi vào tháng 1. Anh ấy muốn được ra sân nhiều hơn và phàn nàn rằng mình không còn đủ thời gian ở Real Madrid. Lúc này Luka Modric không còn là cái tên bất khả xâm phạm trong đội hình của Carlo Ancelotti. Tiền vệ người Croatia góp mặt chính trong 11 trận chính thức của Real Madrid kể từ đầu mùa, nhưng số phút thi đấu của anh chỉ vỏn vẹn 388 phút.